Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người, nhất là những người khó ngủ, ngủ không yên giấc, những người gặp những cái vấn đề khác về giấc ngủ, có một cái giấc ngủ tốt hơn, có những cái phương pháp ngủ tốt hơn, người ta gọi là phương pháp vệ sinh giấc ngủ tốt hơn. Rối loạn giấc ngủ không còn là chuyện xa lạ gì trong cái môi trường hiện đại của chúng ta. Người già cũng bị rối loạn giấc ngủ do tuổi tác, do lo lắng. Phụ nữ cũng bị rối loạn giấc ngủ do những cái vấn đề về kinh tế, về gia đình, về xã hội hay là những cái chuyện trong gia đình. Nam giới cũng rối loạn giấc ngủ do áp lực công việc, tiền bạc, nhất là dịch bệnh này thì hầu như là những cái người bị rối loạn giấc ngủ tăng lên đáng kể. Nên làm thế nào để chúng ta có được cái giấc ngủ tốt hơn? Y học của chúng tôi có một cái khái niệm gọi là vệ sinh giấc ngủ tốt hơn. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người phương pháp vệ sinh giấc ngủ để chúng ta dễ ngủ hơn, ngủ tốt hơn và cái giấc ngủ mang lại cái năng lượng tốt hơn cho bộ não của chúng ta. Phương pháp thứ nhất mà các bạn có thể vệ sinh giấc ngủ đấy là các bạn tạo lập một cái thói quen ngủ. Tạo lập một cái thói quen là thế nào? Là các bạn sẽ làm một cái việc gì đấy khi mà các bạn chuẩn bị đi ngủ. Ví dụ như các bạn uống một tách trà, ngồi đọc một cuốn sách và sau đấy thì khoảng 5-15 phút thì các bạn đi ngủ. Thế thì với việc uống trà, ngồi đọc sách như thế thì những cái ngày sau đấy các bạn cứ tạo lập cái thói quen như thế. Lần sau khi các bạn đọc sách khoảng vài ba trang thì bộ não của các bạn sẽ phát ra tín hiệu là sẽ chuẩn bị đi ngủ. Đấy là các bạn đã tạo lập một cái thói quen có điều kiện, nó sẽ giúp cho bộ não của chúng ta phản xạ và báo hiệu cái giờ đi ngủ rất là tốt, hoàn toàn tốt hơn hẳn cái đồng hồ báo đã đến giờ ngủ rồi, không có tác dụng bằng cái phương pháp này. Thứ hai nữa, trong cái việc vệ sinh giấc ngủ là các bạn phải lên một cái kế hoạch để các bạn ngủ đúng giờ. Ngủ đúng giờ là các bạn phải ngủ đúng một cái khoảng thời gian vào buổi tối. Ví dụ như các bạn ngủ đúng 10 giờ hay các bạn ngủ đúng 11 giờ. Và các bạn ngủ cho mình với cái thời gian khoảng 7 đến 8 tiếng với cái người trưởng thành. Hoặc là có thể ngắn hơn một chút với những cái người cao tuổi, khoảng 6 tiếng đến 5 tiếng cũng được với những người cao tuổi. Thì cái giấc ngủ như thế là ngủ đủ giờ. Với mỗi một cái giấc ngủ đủ giờ như thế, nó sẽ giúp mang lại năng lượng cho các bạn tốt hơn, hồi phục cái bộ não sau một ngày làm việc rất là tốt. Việc ngủ đủ giờ thì các bạn cũng nên chú ý là đừng có ngủ quá nhiều vào những cái ngày cuối tuần. Đây là một cái thói quen xấu, nó sẽ phá vỡ những cái kế hoạch mà các bạn đặt ra trong những cái ngày bình thường. Đến cuối tuần là các bạn ngủ tràn lan, thậm chí là nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó rệu rã, năng lượng không còn nữa, chứ không phải là tốt hơn là vào cuối tuần thì các bạn nên ngủ cũng đúng như những cái ngày trong tuần khác. Phương pháp thứ ba các bạn vệ sinh giấc ngủ đấy là các bạn tạo một cái không gian dễ ngủ hơn. Không gian dễ ngủ là không gian trong đấy với ánh sáng thấp, với mức độ vừa phải, chứ không phải là một phòng tối đen như mực. Rất nhiều người tắt hết cả đèn đi, đen xì đen xùi để ngủ. Như thế nó sẽ làm cho chúng ta vào trong một cái cảm giác là một cái không gian rất là khó chịu. Thậm chí có những người sinh ra những cái phản ứng sợ hãi, hoặc là những cái âm thanh, tiếng động khác, nó sẽ gây ra những cái hiệu ứng không tốt trong giấc ngủ của chúng ta. Thế thì một cái không gian dễ ngủ là một cái không gian ấm áp, ánh sáng vừa phải, dịu nhẹ, rất là nhẹ nhàng thôi, âm thanh cũng vừa phải, không phải là mất hoàn toàn âm thanh. Khi chúng ta mất hết những cái âm thanh đi thì cũng rất là khó chịu, cho nên để một cái âm thanh vừa phải, các bạn có thể có sử dụng những cái máy tạo tiếng ồn du dương nhẹ nhàng, hoặc là những cái quạt có tiếng ồn rất là nhẹ thì cũng sẽ giúp chúng ta ngủ tốt hơn. Một yếu tố nữa trong cái quá trình vệ sinh giấc ngủ mà mình muốn nói cho mọi người đấy là chúng ta hãy chuẩn bị một cái giường thật là êm ái, dễ chịu, phù hợp với mỗi người. Việc đầu tư cho cái giường chính là đầu tư cho sức khỏe